Không, em chơi kém lắm, chơi guitar thì không biết là phải chơi thì gọi là biết chơi thôi, chứ quan trọng gì đâu, đúng không? Chút thôi, dạ. Và hôm nay tôi cũng mời đến trường quay một cái người rất là yêu nhạc, một nghệ sĩ. Vâng. Xin mời nghệ sĩ Mù Tạt. Đến cuộc hẹn cuối tuần, em thấy lòng mình lo dần vì mình mới học đàn 2 tuần, vẫn chưa biết chơi saxophone, rồi cả sáo phải thổi sao giờ. Ai cho em được biết đàn này tên gì, rồi kèn đó phải làm thế nào để mình chơi thật hay. Này anh có thể dạy được em. Em thấy mọi người đều khen, từ sáng tác cho đến đàn ca. Nhận lời đi đi anh. Ủa đấy, anh thấy không? Nhận lời. Ok. Yêu nhạc thế mà không nhận lời cũng được. Anh thì cũng không phải giỏi hết đâu, nhưng mà anh đoán là anh cũng biết hiểu cách chơi, cho anh cũng biết chơi. À dạ. Nhưng mà ngoài cái thắc mắc về chơi đàn ấy, em có thêm một thắc mắc nữa được không? Tại sao em vừa ngồi xuống mà anh lại nhích sang một bên? Thì anh phải nhường cho em ngồi chứ. Chứ không phải là sợ một khán giả nữ đang theo dõi TV ạ. Này, lần này vợ chồng người ta là có ý kiến là phải đóng MV, còn phải không được đóng với bạn nữ, huống hồ là đi ngồi cạnh chứ. Vâng, em xin phép giữ khoảng cách với thầy tương lai. Em nói vậy thôi chứ ngày hôm nay là em đang trong cái quá trình là đi tìm thầy dạy đàn. Em xin phép mời anh ra đây để phổ cập cho em một vài cái tên được không ạ? À, em cũng xin mời luôn cả Sa Sơ có thể dự bị cho âm nhạc của em là anh Vũ. Vâng. Này thì quá đơn giản. Cái sáo này là sáo trúc ạ. Sáo trúc thì gồm có mình thổi vào đây. Dạ. Mình tạo cái giai điệu nốt ở đây. À dạ vâng. Nhưng mà ai xứng đáng thì mới thổi được. Nhưng mà ai xứng đáng thì mới thổi được. Cái này là cái gì ạ? Cái này accordion. Cái này một lúc trước nó là một bài tập gym, nhưng mà sau người ta biến nó thành một nhạc cụ. Còn đây thì cái này phải nhiều kỹ thuật lắm. Đàn tranh ạ. À đàn tranh ạ. Em không phân biệt được hai đàn này đâu anh ạ, tại em thấy nó giống nhau. Cái đàn này á? Không phải đàn đâu. Đàn saxophone. Cái này là đàn saxophone theo như em hiểu. Cái này là đàn trumpet theo như em hiểu. À dạ. Cái nhị. Cái nhị á. Xuân Nhị. Vậy thì bây giờ mình sẽ có một cái thử thách dành cho cả hai thầy đi. Ai sẽ là người bốc thăm trước ạ? Mời Quỳnh đi. Dạ. Mời anh Quỳnh, lần đầu đến. Chứ anh Vũ hay rất may mắn trong cái bốc thăm. Xin cho em cái sáo cho gọn gàng. Trời ơi. Như anh đọc một chữ hay sao? Hên lên nhỉ? Đến lần anh Vũ nhá. Anh để đàn em. Tuyệt vời ha. Giải được. Quá hay luôn. Quá hay luôn. Lúc nào anh sẵn sàng thì anh báo với em nhé. Anh sẵn sàng, anh thổi nãy giờ rồi mà. Vừa bài rồi. Bây giờ sẽ là phần thể hiện của thầy giáo Quỳnh. Cứ thủy ngân thôi. Cứ thủy ngân ra thôi một nốt thôi. Đây là lúc khúc mà Trương Chi gặp Mỹ Nương. Rồi ok, Trương Chi đã gặp Mỹ Nương xong. Gặp xong rồi ạ, bây giờ thế nào ạ? Gặp rồi đấy. Vui. Đoạn này là Trương Chi vừa đưa tiền cho Mỹ Nương. Bây giờ là sẽ đến cái khúc chương hai là lúc mà họ chia tay nhau này. Chia tay nhau rồi. Ý là có quay lại nữa không anh? Không quay tiền cho nhau thôi. Tiền cho nhau thôi. Bận lắm không quay lại. Nói xong lời yêu thương rồi. Vâng. Chương 3. Không nên lời. Ôi thầy quá xuất sắc thầy ạ. Quá xuất sắc. Xong. Phần sáo trúc là xuất sắc. Xong rồi đó. Bây giờ là cho sao em kiểm tra móng của thầy Vũ được không ạ? Đây móng đây. Kiểu Khổng Minh ngồi trên thành anh Vũ. Anh múa võ tí anh thế nào đấy đúng không? Vật lý đang nhiều. Có thể buông mọi lo lắng yêu ra. Thả nòng đấy, thả nòng. Mặt bắt đầu vào nhạc này. Đấy. Đầu tuyệt đỉnh công Khổng Minh đang đuổi quân Tư Mã Ý ở đúng thế này. Kính thưa quý vị khán giả. Giống đấy. Khi tôi bắt đầu chơi đàn tranh chùa lắm, đề nghị mọi người tắt tiếng chỉ xem mình. Bắt đầu này, quân Mã Ý đến này, dừng lại, Gia Cát Lượng kìa, nhìn đi, hãy nghiêm chỉnh đã. Mà Gia Cát Lượng này lạ lắm, sao vậy cha? Không có tốt.
Rơi móng mà cứng. Rơi cả móng. Trời ơi, biểu cảm thế nhỉ? Trời ơi. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Một địch rối rồi, rối rồi. Tháo chạy rồi. Rút quang rồi. Thôi anh ơi, để một lần nữa đi, để phân định đi. Trên 100 mét ạ. Úi dồi ôi, anh còn trả thù được. Vâng. Ôi ơi, được đấy. Đoạn này là nó ra vừa thể hiện cái diễn biến gì đấy ạ? Ok, anh hành quân mà. Vừa xung kích chiến đấy. Anh đi, anh có chung cái sắc xung quân. Nhưng mà bây giờ là địch về nhà. Sao giờ phô này? Accordion. Accordion. Quá dễ. Dễ. Ui, hay thế nhỉ? Ui, rồi nhảy kìa. Thôi rồi. Mọi người thấy không? Có nhạc ra đàng hoàng đấy chứ? Vâng, chắc luôn. Thấy có nhạc của bạn của Ben thôi chứ còn nhạc từ nhạc cụ này không, em chưa không, thấy. Không, ra hết đấy, toàn tiếng nhạc đấy, từ đấy tất cả luôn. Tất cả đấy. Cái này, cái chỗ nó kêu được cả tiếng trống lắm, tiếng bát, tiếng óc luôn. Đàn hay lắm. Phần cuối này thì em xin phép là được chiêu mộ hai thầy là em ấn định luôn. Saxophone. Trời ơi, anh chưa? Thần cò. Kỹ thuật về biểu cảm không phải anh Kiên? Diễn là chỉ. Tự nhiên nó ra thế. Đổi một đoạn đi. Cho em một chút nhạc nhị của Beethoven. Ôi. Ôi, chơi trội với anh Vũ ạ. Phơ lít. Đúng rồi. Ra đây. Không, cho em cái tiếp đàn nhị đi. Các anh phối hợp thế này không tốt rồi. Cho em cái tiếp đàn nhị. Cả cái chương trình lớn mà mình đánh tiếng đàn nhị là tiếng biên đồ. Cây nhỉ? Anh Vũ vào đây. Anh Vũ thắng rồi. Xô này. Thật sự thì mỗi lần tôi chơi bản Phơ Elise này thì lúc nào cũng rất là xúc động bởi vì tôi từng mê đắm cái bản nhạc này. Đến khi tôi diễn tấu nó thành đàn nhị thì thật sự là tôi rất là kỳ công. Và nó có những cái nốt mà nó nói lên phải hét lên đấy. Có cái đoạn tiếng hét, mà tiếng hét trong đêm đen đấy. Em nghe. Một đoạn đấy là chàng là vừa đi lạnh về bị hen. À, hậu Covid. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và gia đình em xin quyết định là không học đàn nữa. Dạ vâng, chắc là gia đình em chỉ muốn khác cho nó khả thi ạ. Dạ vâng, thế là hai thầy trả cho em đàn với kèn. Rất hân hạnh.